chị sợ em buồn. Dạ không, đồ ăn ngon là cũng buồn liền, thích buồn liền. Ok, sai, Uchi đã tới đường Cô Giang ở đây rồi. Các bạn cũng biết được là một năm trước đây, Uchi đã tới đây rồi. Nhưng mà ở đây là quận nhất, chứ không phải là quận Phú Nhuận nha, nhớ nha, ăn vặt. Cái món đầu tiên mình sẽ ăn là bún thịt nướng tại quán chị Tuyền, còn địa chỉ là ở đây nè. Chị Tuyền đúng không ạ? Dạ. Wow, em là Uchi à. Cảm ơn chị. Dạ. Anh đang cho em một phần bún thịt nướng với lại bánh mì hấp. Khác nó quá, cho em một đĩa trà đá nữa. Mà không lấy ông hút, cảm ơn ạ. Nè, cầm tiền đô đi đừng quyền với mày. Rồi. Ở đây so với chỗ khác thì ở đây có mâm rau. Rồi rau tươi. Nước mắm này thì chấm bánh mì ha. Còn cái này nước mắm dành cho bún thịt nướng. Bún thịt nướng không có ớt. Là không phải cục sống. Rồi cả nhà cái thầm cái xương đó. Có 3 miếng thịt bự, lá rồi các thứ. Ở dưới thì có xà lách dưa leo. Miếng đầu tiên là thịt. Siêu ngon. Đâu. Trước khi mình ăn cái này thì mình có mong chờ là thịt này phải nóng hay là nóng thôi. Mình ăn cắm một miếng là trời ơi xíu luôn. Nhưng mà thật ra là nó cũng hơi nguội rồi, nhưng mà nó siêu ngon. Cái vị nó thấm kỹ rất là kỹ. Ăn một miếng thì không thể nào mà không có được bước tiếp theo, đó là ăn bún và ăn rau à, ăn liên tục luôn. Thịt ở Chánh Hương cũng ngon mà thịt ở đây cũng ngon. Chánh Thế này không có chỉ gọi là nhất phải không các bạn? Bánh mì hấp, cái này thực sự em chưa bao giờ thấy luôn á. Người ta nói cái bánh mì thì người ta chỉ nghĩ tới bánh mì truyền thống thôi. Nhưng mà ở đây thì người ta cắt lát như vậy, xong rồi ở trên thì có miếng thịt với lại hành tây, xong rồi đậu phộng. Món này nếu mà bán ở Paris Baguette hay là mấy cái Torre Juru thì hợp lý hơn á. Ồ nó hơi mặn mặn, bánh này nó sao mềm quá ta. Thêm ớt vô. Ây ây cắt nguyên vậy nè. Wow, bánh mì mà nó vừa dẻo mà vừa mềm á. Mình nghĩ là đối với người nước ngoài thì mình phải thử món này. Món này siêu ngon, siêu dễ ăn, rất ngon. Ăn xong mới phát hiện ra là những món nào mà siêu ngon, siêu hấp dẫn thì đa số là có rau rồi đậu phộng, hiểu không? Thì người ta mới chấp nhận là món này đậu rồi, chuyển qua món tiếp. Món này thì có một chỗ ăn nấu và một chỗ không nhâm đậu vậy khách ăn. Dạ em chào chị. Tại bên kia đông người quá. Đông người quá. Dạ dạ. Tại chị sợ em buồn. Dạ không, đồ ăn ngon là cũng buồn liền, thích buồn liền. Cho em một phần bộ la lốc với lại mỏ chài. Đây là địa chỉ, còn đây là những món mà mình sắp ăn. Wow, giá ở đây cực kỳ hợp lý các bạn, 30k. Wow. Ok, bây giờ mình ăn thôi. Trong đây thì có bộ la lốc. Wow. Ôi là thơm luôn á. Còn cái này là mỏ chày. Nhưng mà nhìn cái này có vẻ nhân vật của động vật thì phải. Nó nhỏ nhỏ nó. Có xà lách nè, bạc hà, bánh tráng nữa, bánh hỏi. Con gì nó bắn. Cái này là giường của Spiderman. Con trong đây thì có mặm nêm. Phải muốn Huế không? Tại vì các con mặm nêm. Mặm nêm á. Bún mặm nêm. Có mùi vị không thơm. Sao mình chọn nó? Đầu tiên là xà lách lên. Có gì? Lái võng. Đó. Dưa leo nè. Khế. Thêm một chút giá. Mình lắp lên đây. Bây giờ mình cúng nha. Ô, nó bị đắt ở giữa rồi. Quên rồi hả? Dạ. Cái khác đi. Thôi ăn luôn. Mắc cổ thì chịu thôi. Thôi cũng chua vị khế. Chưa cắn miếng bộ la lốc mà vẫn thấy chua chua và ngon. Wow. Chua thơm. Nè giờ mới làm này nó. Ồ, thấy chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp chưa? Đó, xoay xoay xoay. Miếng ở giữa. Chấm. Miếng nhỏ nhưng mà ồ, thấy chuyên nghiệp chưa? Miếng nhỏ nhưng mà nhân đầy đủ. Nhưng mà có vẻ cái miếng bộ la lốt cái vị đó làm lâu hơn, thấm lâu hơn. Mỏ chày thì cũng ok. Cuốn đẹp quá chị ơi. Đẹp quá chị ơi.
Dạ, mỗi chai. Ồ, cái này thập cẩm nè. Thấy ở đây miếng bạc hà với lại thịt là ở đây có vẻ rất là khớp nhau. Rất là hợp. Cuốn đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng nhất là vị. Cuốn đẹp quá chị ơi. Thật ra là mình ăn ở đây cũng được, nhưng mà các bạn muốn ăn một cách sôi động vui vẻ thì các bạn có thể ra ngoài ngồi. Quán này rất rẻ, ngon và thân thiện. Bây giờ mình sẽ chuyển món khác. Ok, vừa mới ăn xong bộ la lốt, còn bây giờ thì mình sẽ ăn chè cô giang. Đây nè, ngon lắm. Cô ơi, cho con một chè xông bổ lưng à. Chè trứng nữa, trứng đen à. Dạ. Vô 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 vô. Trứng đen thì ăn sau, bổ sẫm luôn, xăm bổ lượng. Ở quán này thì bán được hơn 20 năm và món này là món hoa đó các bạn. Lần đầu tiên mình ăn chuyện này là mình cứ tưởng là lấy mấy cái miếng từ biển á. Wow, nhẫn nhục, à nhẫn nhục, ăn cái này bị nhục. Củ nắng, ăn là rất là mắc trong người á. Món này là chè khột gà trà giống nhau này. Ly này ăn mãi không hết. Mình cút luôn cái hột gà luôn, là màu đen giống như cái hành tinh gì á. Cái sự khác biệt trứng trắng với lại trứng đen là cái gì? Dạ. Vì này là nó sao đó. Người Hàn Quốc chị thấy trứng này trong phòng xông hơi, người ta hay uống với nước gạo á, với trứng này. Còn ở đây thì uống trà đã với lại trứng này. Khác nhau ha. Trứng ngoài nó thơm thơm, ở trong thì có mùi nó thơm thơm nữa, có mạnh một xíu nữa. Mình lạ quá ha. Còn ăn món này xong mình sẽ ăn tráng miệng nha. Món tráng miệng cuối cùng của Xi là bún nước chị ba. Ăn gì nữa ba? Chưa no ba. Đây là menu này. Anh ơi, trên một cái mì căn cua đúp lồ, trứng lồng đào, mì tiêu ạ, à, sao hay. Mà nó cũng thiệt nha. Món này là 149.000 các bạn. Đường này có rất nhiều đồ ăn nhưng mà không ngờ là có món này luôn á. Đây là mì tiều. Nhìn xúc có vẻ nhìn to hơn rất nhiều so với trong hình trong lòng đào nữa. Có nào ăn món này không ta? Có. Đây hơi ngọt ngọt, còn đây là hơi mặn mặn. Giờ ăn thử cái càng. Ăn nguyên bản chứ. Nó mạnh đó, đến từ biển mà. Trứng lồng đầu chứ. Mà đồ ăn ở đây thì rất là siêu ngon và siêu hấp dẫn. Canh nè, mì nè, xong rồi 5 miếng càng nè, có hết rồi đó. Nhiều vậy.